Xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có 5 cái đồng hồ, có 4 cái treo tường và cái để bàn. Thì bác nào nhu cầu mấy cái nào nó phù hợp thì các bác mua. Đó thì mọi chi tiết xin liên hệ mua hàng thì các bác cứ gọi vào cái số điện thoại đó, trên tấm biển kia và địa chỉ cũng đã có sẵn ở đó rồi bác nhé. Rồi, đây, đầu tiên là một con Citizen, con này giá 1,3 triệu các bác nhé. Rồi, con này bên trong cái mặt nó giả là đá đấy, các bác nhìn kỹ, nhìn vân vân đá nhé. Này nó đang gọi như là giả đá, phím nổi các bác nhé. Xung quanh này nó làm kiểu như gỗ này. Con này rất là nặng, còn đây là nhôm nhé, cái viền trong này của nó là bằng nhôm này. Đó. Này cũng rất là to, nó đường kính chắc nó cũng phải xem gần gần 40 nhá, ba mấy đấy. Mặt đá kiểu giống như mặt đá rất là đẹp. Rồi, con số 2 giá 650.000 nhé. Con này đủ các loại chim, cò, cóc. Cái này bác là có con nhỏ mới trẻ đó, bỏ vào trong phòng nó. Xung quanh là ghép những miếng gỗ lại nhá. Đấy. Có cả kêu cả pin, cả kêu chim nữa đấy, nhưng mà nó tốn pin phết đấy. Nhưng mà kêu cũng tiếng dài bàn này. Rồi, con này giá 650 ngàn nhé. Rồi, con số 3 cũng 650 ngàn luôn. Rồi, mặt này nó giả gỗ, còn bốn góc này nó giả đồng. Rồi. Con này OG gì đó. Rồi, 650 ngàn. Con này 750 ngàn. Xung quanh là gỗ gỗ mỏng. Chung là những cái hàng này sản xuất rất là lâu rồi nhưng mà đồng hồ nó cũng còn chạy rất là tốt, bác nhìn máy của nó là biết rồi, xài nó pin nó không có tốn pin, máy thì chạy bền. Nó đặc trưng của những cái đồng hồ Nhật, những đồng hồ nước ngoài, còn những đồng hồ mới giờ treo tường bán ngoài đầy nhưng mà nó thời gian nó chạy nó không được lâu đâu. À, con này giá 750 ngàn các bác nhé. À, thì hiện tại có 4 con. 4 con là treo tường các bác nhé. À, có một con Citizen, con này là cục gỗ này, con này để bàn nhé, giá 500 ngàn nhé. Nhỏ thôi. Rất xinh. Rồi, mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé, qua chuyển phát nhanh của Viettel. Đó. Nhanh thì các bác có lựa chọn thôi, còn em đi hàng bình thường thôi, chuyển chậm. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.